hào sảng kiểu như con trai, chị nên rất dễ thân với con trai, nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân, nên không cái là không có ý đồ gì luôn. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Mình là Nguyễn Kim Trọng, quê ở Gia Lai. Hiện tại thì nghề nghiệp chính là làm thiết kế nội thất ở quận 7. Em làm về thiết kế hay bộ phận gì? Em bên bộ phận thiết kế. Thiết kế luôn? Có kiêm luôn cả phần giám sát công trình nếu công ty cần. Rồi, mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh và chào các vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Kiều Khanh, năm nay 24 tuổi. Trời ơi, bạn trai Kim Trọng, bạn gái Kiều Khanh. Kiều Khanh là vô luôn nha em, chứ Thúy Kiều là không được rồi đó. Thúy ơi, Kiều Khanh quê ở đâu? Dạ, em ở Khánh Hòa chị. Mình đang làm việc ở đâu em? Em hiện tại là đang làm nhân viên quản lý đơn hàng ở quận 7. Vậy là sát bên rồi, có điều kiện rồi đó các bạn. Ưu điểm, khuyết điểm của Khanh là gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ như hát, múa, thiêu, thùa, đan gì thì em đều biết làm. Còn nữ công gia chánh hả? Dạ, còn khuyết điểm của em á thì còn gấp đôi ưu điểm. Trong người em nó có nhiều cái mâu thuẫn. Em đi chơi với bạn bè thì tính kiểu nhí nhảnh, gọi là nho nhoi á. Còn nhiều lúc thì em lại suy nghĩ lại khá chín chắn, cũng cá tính. Nhưng mà muốn nữ tính thì em cũng nữ tính được. Coi như là đa nhân cách, sao cũng được. Ngoài ra thì em hay quên, em hay bị mất đồ. Mẹ em hay nói em là chỉ có những cái thứ gì mà dính trên người em mới không có bị mất thôi. Còn lại là cả cái điện thoại em cũng mất tới 5 lần rồi. Trời đất ơi, mất hoài vậy em. Vậy bồ em chắc em mất nhiều lắm à. Thì sao, có bạn trai lo rồi. Có gì bạn trai nhắc nhở đúng không? Dạ. Em có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Em thì khuyết điểm của mình đó là nói nhiều riết thành nói nhảm. Nói nhảm lâu lâu nó cũng vui chứ bộ, nhưng mà nói nhảm hoài nó cũng không được tốt lắm á. Còn còn gì nữa không? Nói nhiều chứ mà nhiều khi lại đối với các bạn nữ khác giới thì thường thường rất là nhát. Còn ưu điểm là gì? Em biết nấu ăn, cũng biết vẽ vời. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiểu mình. Sao là hiểu, nó hơi khó. Có nghĩa là thẳng thắn với nhau mọi chuyện, hiểu nhau từng trong cái lối sống, cái cách ứng xử. Rồi chiều cao, chiều thấp, mập lùng như thế nào? Cũng không có cụ thể lắm, tại vì nó hơi chiều tượng một chút. Tìm người yêu trừu tượng cũng khó lắm á, giống như tìm người trong tranh này kia đó. Nói chung là một cái mẫu người mà cá tính, sống không quá nội tâm. Cá tính, hiểu em. Rồi, sao bạn gái? Được không? Dạ, thực ra là ước mơ của em là muốn làm về thiết kế thời trang. Mà trước đây thì em không có cơ hội nhiều, nhưng mà em vẫn đang cố gắng học. Nên em nghe ai mà học về thiết kế em cũng thích lắm chị. Thích lắm phải không? Dạ, có thể chỉ em nhiều cái, ví dụ như mấy phần mềm thiết kế, kỹ năng vẽ chẳng hạn. Tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em chưa quen ai chị. Hồi đi học không ai đeo đuổi mình hả em? Dạ không, tại vì tính cách của em cũng dạng như kiểu hào sảng kiểu như con trai, chị nên rất dễ thân với con trai, nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân, nên không cái là không có ý đồ gì luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Trời đất ơi, thôi được rồi. Thì bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì hy vọng là một người người ta có cái suy nghĩ chị hiện đại, tiến bộ, phải thoáng, nó phải mở, đừng có bó buộc một cái vấn đề gì đó. Về ngoại hình, vóc dáng, em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ, em thì em luôn thích những bạn nam cao, là tại vì em cũng hấp. Cao nhiêu? 1m7 trở lên chị. 1m7 trở lên. Bên kia cao nhiêu em? 71. Còn gì nữa không? Bạn thích chơi thể thao, thích chơi bóng rổ. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Em trai có mối tình nào chưa?
Dạ, tính ra thì cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức hết. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em mà. Với phần lại thì cái tính cách của em nó cũng hơi gọi là cá tính một chút. Em học bên ngành này thì em thích nghe nhạc rock nè, thích đi phượt, thích đi câu cá, hoặc là em thích đi kiểu phiêu lưu mạo hiểm, thể là vác ba lô vô đi bộ trong rừng vậy. Thích đi kiểu cắm trại ở trong rừng hay là những cái khu mà chỗ nào mà đẹp là em tới. Dạ em cũng thích giống vậy anh. Tính em cũng hay bốc đồng lắm. Em cũng có một số người bạn cũng chơi thân á, cứ thấy cái chỗ nào đẹp hoặc là cái ngõ ngách gì là thích là đi vô là chụp hình đi bộ vòng vòng thành phố á, xem nó có cái gì thú vị không á. Ồ, nãy giờ mới thấy cái này hợp nè. Được rồi đó, có cái hợp là mừng rồi. Bây giờ để anh coi qua mắt, coi mắt ở bên kia cỡ nào mà tìm 1m71 cái bảy. Ồ, chào em gái. Dạ. À, nãy em cao nói đàn ông phải cao 1m77 hả? Dạ. Em hy vọng thôi anh. Hy vọng thôi. Thời buổi hiện đại rồi, không có khó chuyện đó. Giày mà độn lên một khúc vậy nó cũng lên cỡ 1m8 à. Dạ em lo nghĩ cho tương lai con em chúng ta thôi anh. Cái gen di truyền á chiếm là 30%. Cái chuyện chăm sóc ăn uống này kia nó chiếm 30%+ và môi trường nó chiếm 10%+, và tổng cộng là cái gen di truyền có 30%, còn 70% là mình quyết định hết, có sự can thiệp được. Can thiệp được ha, quan trọng là cái tính tình thôi, trách nhiệm. Yên tâm, bây giờ anh thấy nãy giờ em đưa ra mấy vấn đề chưa hợp, nhưng vấn đề du lịch phượt gì đó là hợp rồi. Bên đây thích chụp hình mà, thích cầm máy đi lang thang mấy ngóc ngách ngon. Trời, anh này bao luôn, anh này lúc nào cái máy chụp hình như người yêu của anh luôn. Tin không? Có không anh? Có. Vậy là được ha. Dạ. Anh chụp cho em bất kỳ 24/24 luôn. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em á. Chứ làm gì? Khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. Hợp đấy. Em thiết kế thời trang, anh giám sát thiết kế. Tức là hai người đều có con mắt chung là thẩm mỹ về những cái đẹp. Hợp đấy. Nha. Dạ. Sao nãy chị hỏi mấy cái tiêu chí của em đưa ra mà anh ảnh ngồi anh im re hả? Không biết sao, để chị qua chị coi coi. Sao vậy? Chào chị. Nó đứng lên coi coi. Cao không? Được 1m7. Lẽ 7 hơn chị. Dạ em được 1m60 à. 1m60 à. Chiều cao không quan trọng đâu em, quan trọng là tâm hồn, tình cảm, rồi đạo đức con người, cách lối sống này thôi chứ. Ôm cái máy chụp hình thiệt luôn hả? Trời ơi, máy chụp hình bự hơn con người, bự lắm à. Bây giờ công việc mình đã ổn định hết chưa em? Nói chung là cũng là ổn định bước đầu. Còn trẻ mà, không có lo, quan trọng là mình phấn đấu thôi. Được rồi, để hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nữa rồi mình mới quyết định được. À bây giờ hôm nay bạn đi là có người thân đi theo không? Dạ có bạn em, bạn chung đại học. Em tên Vy ạ, em xin chào mọi người ạ. Em là bạn học đại học với Khanh ạ. Khanh thì là một người em thấy rất là dễ thương. Còn về bạn nam bên đây thì em thấy tính cách thì cũng khá là hợp với Khanh. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai, mình có đi vai không em? Dạ em đi với chị của em, với em trai và với bạn thân học đại học của em. Dạ chào anh chị. Trọng á, thì biệt danh của Trọng là người nói nhiều trầm lặng. Nên thành ra chàng thì có lúc thì rất là vui vẻ, nhưng mà rất có lúc thì rất là nội tâm. Nhưng mà cái quan trọng là Trọng là một người rất là biết trên biết dưới, một người chu toàn. Vì lại là Trọng rất là tốt tính á. Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết, nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm, nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Còn về bạn gái bên này thì chị thấy bạn rất là dễ thương, ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Mà được thì hai bạn chúc phúc cho hai bạn đến với nhau. Rồi, cảm ơn em. Kéo màn lên. Đó, bây giờ mình bắt đầu chinh phục cô gái bên kia màn nha. Qua nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu là tới thời điểm là mình hát tặng quán bài ha. Đó. Bây giờ vô mở màn cái hát bài sung sung nghe coi nè. Tại mấy hôm nay đi bị dính mưa. Hồi đứng nói cô gái kìa, nói anh chị. Nói cô gái đi, đó. Anh có thể hát được một số bài của nhà của Tây Nguyên. Sẵn tiện đây tặng em
tặng anh chị, tặng khán giả một ca khúc. Ở nơi ấy, ở nơi ấy, ở nơi ấy, đàn dê chẵn nhớ nhớ quan đồi, ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rắt lầy. Được á. Em căng thẳng quá, em quên mất lời rồi. Tấm hình làm kỷ niệm liền, chụp tấm hình cho em gái chứng minh rằng là mình có biết chụp hình, để nó bù vô chiều cao. Đây tôi né. Chụp cho đẹp nha, để đưa người ta coi không đẹp là không chịu á. Thấp quá vậy. Rồi đưa bên kia coi coi đẹp không. Cái đèn nó đánh nó hơi cái màu cam cao. Dạ, về chỉnh lại được anh. Đổ thừa đèn đi. Nó tối người ta còn chụp được mà. Rồi, bây giờ bạn nữ hát đáp lại bạn nam một bài hát cho nó tình cảm coi nè. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa, được nhìn anh đang mong em tới bên em để nói phút ban đầu, nhưng ngại ngùng vẫn chưa thể nói hết, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Ngồi đi em. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về tình yêu nha. Anh thấy thì em cũng dễ thương. Anh thích cái giọng nói, nghe cái giọng nói rất là dễ nghe. Thì không biết là em có khi mạnh dạn lên, tự tin lên em. Hỏi gì mạnh chưa? Thôi bạn gái hỏi trước đi cho bạn trai suy nghĩ. Dạ em rất là ấn tượng với giọng hát của anh, tại vì giọng của anh rất là ấm. Em thấy là có khá nhiều điểm chung giữa hai người. Anh suy nghĩ gì một cô gái mà theo kiểu hiện đại á, cũng hơi cá tính một xíu chứ cũng không phải là dịu dàng nết na. Hôm nay em cố gắng dịu dàng hết sức. Bạn em nó dặn kỹ lắm rồi. Thật ra thì anh thích một cô gái cá tính hơn một cô gái truyền thống. Dạ. Thứ hai là với suy nghĩ hiện đại nó phù hợp với anh. Bây giờ quan trọng là ảnh có 1m6 à, vậy em tính sao? Thì em hy vọng là anh cao 1m7. Nhưng mà nếu như mà anh chưa đáp ứng yêu cầu của em thì anh có thể lấy những cái ưu điểm khác của anh. Chụp hình, chụp hình được không? Chụp hình bù lại được không? Được, vậy là được rồi. Bù nè, rồi hát bù nè, chăm sóc bù, trời ơi dễ mà. Bây giờ vậy nè, hai bạn đứng lên. Bây giờ mình cầm tay nhau đi, để mình coi mình có cái chuyện đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đây, cầm tay bạn gái, hai tay đàng hoàng phải bắt tay đó. Cảm nhận nhìn nhau 30 giây, hai người nhìn nhau. Hai người cũng hợp mà. Để xem cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Nha Trang em sống ở đâu? Em ở Cam Ranh. Cam Ranh thì anh có xuống 2 lần, 3 lần gì đó. Đã lên Gia Lai lần nào chưa? Dạ chưa. Em có lên Lâm Đồng, lên Đà Lạt nhưng mà chưa lên Gia Lai. Tết này về Gia Lai hả? Đó, em chưa biết. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng. Đấy. Hợp lý không? Quý vị thấy hợp lý không? Hai người nắm tay nhau nào. Quá hợp lý. Hợp đấy. Mạnh mẽ lên, muốn rủ người ta về Gia Lai là phải mạnh mẽ lên. Đúng. Trời. Anh thích nhất như vậy đó. Chàng trai đưa vô cô gái đã lắm. Ê, bất cỡ. Hy vọng tình yêu đó sẽ được thăng hoa và sẽ có một kết quả tốt đẹp bằng một cái giấy mời chúng tôi. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow.
Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng ạ. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và cái bên kia, em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá, dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời ơi, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời ơi, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều, đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Và buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chim bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Biệt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốn. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu, nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, ở đây là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ, anh có thể tắn một tí thì dễ ưa nhìn á, ngoại hình ưa nhìn. Trời ơi, chị nghĩ là em đó, cái làn da nâu nhanh Linh là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương, sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông bạc bè, hơi chọc á. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Không, mỗi lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng à. Tội lắm em, một lần xé là nát da nát thịt á. Ủa em? Dạ, cái này là tự nhiên. Thế là em mới nói đâu có đâu, rất là đẹp Linh. Vân nói thiệt, Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ý là trống lỏng đi. Có. Có hả? Sống gì lương đó. À, đủ xài phải không? À. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. tôi qua bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. Ồ. Em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Ừ, nú. Ừ, dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây, mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn, đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa.
Thì em về trong khán giả chị. Về trong khán giả luôn. Dạ ok. Khỏi kiếm người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất là tuấn tú khôi ngon. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau. Đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương đấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có. Món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước. Bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời. Tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chứ, chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em mà? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông bên em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Được, tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Bác chuẩn bị sẵn cái đơn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát ta Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, kết đôi đi cùng một giường. Đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Lần sau rồi em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Yeah. Trời ơi, đáng lý thì có phải cho hát được cái tới cái câu Người về đây với anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ông đó ông còn có một cái lá. Lên. Thế tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn, cũng chờ luôn. Đó. Không. Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động.
Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình, và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đứng đây. Nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Và hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow! Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow! Wow! Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow! Trời ơi, nói cảm xúc liền cho, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu hiện nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Anh có thằng bạn á, cũng có tật xấu giống em. Nó thể mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận, nó trốn. Mà nó chuyên môn trốn vô toilet. Đó mới là tật xấu. Rồi đi làm ngành điện thì có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. Lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ, nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa nào đi khám bác sĩ lần bữa nha. Con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tủ ấm. Tiền bạc thì chắc là phải giữ hết chứ. Tháng cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi, thấy thương ghê không? Thương trời ạ. À. Rồi, xin mời gia đình nhà gái. Rồi, chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và toàn thể quý vị đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thủy, em năm nay 27 tuổi, em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân, chào bạn cùng chơi và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đang xem chương trình. Em tên là Võ Đức Trường, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Năm nay em 28 tuổi. 28, hơn bên kia 1 tuổi. Cái công việc hiện nay em đang làm gì? Dạ, em đang làm bảo trì điện cho một công ty trên địa bàn ở quận 9. Em gái cho bên đàn trai biết về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ. Khuyết điểm của em là em hơi lười. Khuyết điểm khác luôn là em nứt ướt. Có nghĩa là bộ phim người ta là chỉ khóc những cái lúc mà cao trào nhất, còn em là chỉ cần cảm động là em khóc từ đầu tới cuối. Rồi, mời em trai. Dạ, cái điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng. Dạ, em không hút thuốc mà em biết nấu ăn cũng hơi bị ngon. Em có mất ướt không cưng? Dạ, cũng hơi hơi chị ơi. Trời ơi, rồi coi phim có khóc từ đầu đến cuối không nè? Dạ, chắc là em khóc vào cái điểm cuối thôi chị ơi. Cái lúc mà cao trào thì em mới khóc thôi à. Nói chung hai đứa về giận nhau ngồi khóc thôi. Em có tật xấu gì không vậy cưng? Dạ, cái tật xấu của em thì nhiều lắm chị ơi. Dạ, ví dụ như là em được nghỉ vào những cái ngày mà cuối tuần thì chắc em ngủ từ sáng tới chiều vẫn được. Nhiều khi mà em
căng thẳng quá thì có thể là em đi đâu mất tiêu nên hay trốn. Trốn đi đâu? Dạ, ví dụ như trong công việc thì em sẽ trốn đi chỗ nào đó người ta ít tìm được em nhất. Trong cuộc sống thì em đi biển hay đi đâu xa xa xíu. Ồ, vậy cũng phải tật xấu em ơi. Anh có thằng bạn á, cũng có tật xấu giống em. Nó thể mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận, nó trốn. Mà nó chuyên môn trốn trong toilet. Đó mới là tật xấu. À, đường tình duyên bên đàn gái sao nè? Dạ, hiện tại là em đã trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình thứ hai thì là thời sinh viên. Và mối tình thứ ba thì là cách đây 2 năm. Thì em quen bạn đó cũng được khoảng 1 năm. Xong sau đó thì bạn đó quay lại với người yêu cũ. Rồi mời em trai. Dạ, em thì em có 2 mối tình. Em mối tình đầu tiên của em là gắn với thời sinh viên. Rồi còn mối tình thứ hai của em là cách đây 1 năm rồi. Yêu mấy năm? Dạ, tầm cỡ 3-4 tháng thôi ạ. Ồ, vậy cũng ít quá. Nói chung là tình yêu của em cũng chưa sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ. Bây giờ mình tính tới tương lai đi. Dạ. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng của em như thế nào để cùng đồng hành với em trên suốt cả cuộc đời luôn? Dạ, thì cái người yêu lý tưởng của em thì chắc em không có mộng cao sang đâu ạ. Thì hiện đại và pha chút truyền thống là được rồi. Cái người nói mà một chút hiện đại pha lẫn truyền thống mới khó đó. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây em như thế nào? Dạ thì qua cái giọng nói và cách mà bạn chia sẻ thì em nghĩ là bạn này cũng có một chút gì đó gọi là hiện đại một tí. Tóc dài hay ngắn? Em nghĩ là nếu như bạn ấy thì chắc là tóc hơi dài xíu. Không, hiện đại phải tóc ngắn. Truyền thống như Hồng Vân là tóc dài. Chị nhìn em chị thấy em có vẻ là một người hơi tình cảm, hơi yếu đuối một chút xíu, đúng không? Dạ đúng rồi, em sống thiên về tình cảm. Hồi nãy em nói là em khóc đoạn cuối chị không có tin đâu. Chị nghĩ là chắc em khóc từ đầu đến cuối đó. Khóc trước bên kia luôn á. Trong cái ví dụ như thường á, hai người mà yêu nhau rồi gây lộn với nhau á, thì em có khóc không? Dạ thì có một lần em nếu kéo không được là em khóc. Trời, tội nghiệp không? Dạ. Anh cũng có thằng bạn mỗi lần nó giận phụ nữ nó cũng trào mà không trào nước mắt, nó trào nước miếng. Anh thiệt tình người ta đang vô mê lô mà thiệt cái anh chọt vô cái róc liền. Rồi đi làm ngành điện người có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. Điện hoài luôn hả? Dạ. Mỗi lần bị điện giật rồi có khóc không? Dạ, không đâu ạ. Cái lúc đờ hay là gì khóc? Khoảng thời gian mà lúc em mới chia tay mối tình đầu tiên á, thì lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa nào đi khám bác sĩ lần bữa nha, kiểm tra lại toàn thể cơ thể coi sao. Anh bị điện giật có 2 lần mà anh cũng khùng rồi đó. Nói chung nó là gì nè, bên đây là tình cảm nhẹ nhàng hư sinh, để tôi xem bên đàn gái coi. Trời ơi. Dạ. Dễ thương vậy trời. Đó. Em biết sửa điện không? Nghe không, điện. Vì em biết sơ cứu người bị giật điện không? Chắc em phải về học. Phải học nha. Chứ nếu mà không mà sơ cứu không biết, người ta bị điện giật và rờ vô nó giật là cái người sau mới là mệt đó. Em nghĩ là cái đối tượng bên đây á, anh ấy như thế nào? Tại vì hồi nãy bạn đó có chia sẻ là bạn đó có một tật xấu là ngày chủ nhật ngủ có thể là ngủ từ sáng tới chiều. Thì em nghĩ đó đúng là tật xấu á, tại vì nếu mà quen bạn gái mà ngủ từ sáng tới chiều thì thời gian đâu mà dành cho bạn gái. Không có bạn gái nó mới ngủ chứ có bạn gái dễ gì nó ngủ. Trời đất ơi. Với lại về cái vấn đề mà bị giật điện nhiều lần em thấy cũng hơi quan ngại. Thôi cái này hơi quan ngại. Yên tâm, em trai bên đây là tỉnh táo lắm. Trừ khi nó trái gió trở trời thôi. Không ông sao? Có nha, ông làm mối mà ông không có binh vực bên đàn trai. Mình phải nói hết cho bên đàn gái hiểu. Không, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là đó là cái thời gian mà chia tay cái mối tình kia. Là khi mà bạn làm việc á, bạn bị lơ đãng quá là vì buồn á, cho nên mới bị điện giật. Đó, cái vấn đề đặt ra là như vậy. Có nghĩa là một người rất là yếu đuối, tình cảm. Em không thích người bạn trai của em là quá yếu đuối. Có nghĩa là con trai là phải có quyết đoán nhưng không độc đoán thôi. Phải mạnh mẽ. Bên đây chỉ yếu đuối trong chuyện tình cảm thôi. Còn công việc thì rất là mạnh mẽ. Anh thấy những người làm điện là người ta mạnh mẽ lắm. Dạ em mạnh mẽ lắm. Quyết đoán không? Dạ có quyết đoán mà không độc đoán. Có gia trưởng không? Không độc đoán. Dạ không có gia trưởng anh. Chỉ có yếu đuối trong tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ do con người của em là sống thiên về tình cảm, cho nên cái mặt đó là cũng là cái mặt mạnh và cái mặt yếu của đúng em. Rồi thì em đã sắp xếp chuẩn bị cái gì cho cuộc sống gọi là hôn nhân chưa? Dạ thì em có chuẩn bị rồi chứ chị.
chuẩn bị gì nè, nói nghe. Thì cái khoảng thời gian đi làm của em á thì em cũng tiết kiệm được một chi phí cũng ít ít để đủ để lo cho. Có chi phí sẵn sàng rồi. Đủ để lo cho bạn tầm 2-3 năm. Giờ nhà cửa sao, hai đứa lấy nhau rồi nhắm chừng nào có được căn nhà? Dạ, của em là ở Gia Lai á, hiện tại thì em có mua được một miếng đất ở đó. Coi đầu miếng đất ở Gia Lai người ta bán đó, ta vô thành phố ta mua. Nói chung là anh cũng có chuẩn bị rồi đó, cho đàn gái yên tâm. Rồi bên hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội bạn thân của em. Hội bạn thân. Hội bạn thân có độc thân không? Dạ có, em lên đây thì ngoài gánh trọng trách là tìm người yêu cho em thì em cũng phải tìm luôn cho những người bạn của em. À vậy hả? Rồi. Vậy là mấy kỳ sau là có 1, 2, 3, 4 khuôn mặt này lên đây hết nha. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn trường, cũng như chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay bữa ngày hôm nay. Mình phải cho nhau cơ hội ở đây chương trình để có thể tìm hiểu nhau, quen biết nhau hơn nữa. Mong Thủy và Trường hãy cùng nhau cho nhau cơ hội để có thể là cho tụi mình được báo hỷ sớm. Rồi sau đây là Châu có một số đôi lời cũng muốn nhắn gửi tới Thủy. Rồi. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào Kinh. Chào Trường. Khi mà Thủy đến đây thì mình cũng mong Thủy tìm được một cái người, một nửa còn lại của mình. Mình cũng nói với Thủy là Tết tới rồi, có bồ đi. Nhắc đứa ý quá vậy. Tới rồi, bạn... lạnh lắm. Hồi nãy cứ Thủy có ra ám hiệu, Thủy nói là nếu mà bạn đó mày mà thích đó, thì mày phải dày. Mày không, mày thấy vừa vừa thì dày. Mà mày không thích thì phải như vậy. Dạ, mấy đứa cũng... để sao nào. Dạ vậy. Ok. Rồi Trường đi với ai? Dạ em đi với cháu trong nhà của em và bạn em ạ. À, rồi. Dạ, cháu là tên là Thương, là cháu của chú Trường. Thì cháu thấy là chị rất là hoạt bát, khá là xinh xắn. Và với cái mái tóc ngắn thì thực sự chỉ là nhìn khá là cá tính. Còn về chú Trường á, thì bản thân chú thực sự là một cái người hiền lành và sống tình cảm. Cái việc mà chạy đi đâu đó thì cũng không hẳn là trốn đâu, mà là thực sự là cần một cái khoảng không gian yên tĩnh cho mình để suy nghĩ, để tìm cách vượt qua, chứ không hẳn là một cái người yếu đuối. Thực ra thì một bên hiền lành, một bên hoạt bát thì hai bên có thể là bù trừ cho nhau. Nếu như mà đến với nhau thì thực sự là cũng rất là thú vị ạ. Trời, con cháu giỏi quá nha. Đó, cháu chín chắn hơn quá là chú. Quá giỏi luôn. Chú thấy nghe cháu bình chú chưa? Số 1 luôn. Được rồi, bây giờ mình mở rào đi ha. Ông thấy sao? Ok. Mình nói ok, tôi cũng thấy ok đó. Tôi tiến tới đó. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ, chào bạn, mình có món quà tặng bạn. À, cảm ơn anh. À, đây Thủy cũng có món quà. Cái này là quà handmade wrapbook từ tay Thủy làm. À, thì nếu mà sau này mà mình có duyên hẹn hò thì mình sẽ dán hình hai đứa vào đây. À. Đẹp quá nha. Hình như đây là lần đầu tiên em làm cái này cho một người nào đó. Cảm ơn bạn, mình thấy rất đẹp. Cảm ơn em, sao cảm ơn bạn. Bây giờ Trường hát cái gây ấn tượng thế nào? Để gửi tặng cho Thủy với lại là chương trình, với lại là quý vị đang xem chương hình, thì em xin gửi bài Tình Đông Phương. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu thương sao chưa thành câu. Sợ rằng đường về cũng còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vươn sầu lấy. Nàn đẹp dịu dàng muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ nhớ cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàn ơi đã biết chưa, anh đã yêu từ lâu. Rồi mời Thủy đáp lại đi. Vậy em cũng xin đáp trả lại bài, đó là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Em hồi hộp quá, em quên mất lời. Bởi gái vì muộn đây. Khi em đã yêu, là con tim em đã, là con tim em đã sương trong rất nhiều tình yêu. Dù đường tình yêu muốn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí.
Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Rồi. Mỗi quà coi người ta tặng mình cái gì nè. Trường thì là bên điện, cái này là hồi xưa chuyên ngành của trường thì đã làm qua cái này, và trong đó thì có rất là nhiều thứ đẹp quá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện trong vòng 2 phút nha. Thì cái mà hồi nãy trường nói là trường hay đi trốn, cái đó là chỉ là nhất thời thôi. Có nghĩa là cái lúc mà mình chưa tìm được một cái giải pháp gì đó thì tạm thời mình sẽ né nó một bên, để mình thứ nhất là mình lấy lại bình tĩnh cho mình, và thứ hai là mình cho cái người đó có một cái khoảng không gian để người ta cũng suy nghĩ lại. Có thể là sau đó thì hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Miễn đưa em đi trốn là được. Nếu mà hai đứa tiến tương lai thì sau này về mình sẽ phát triển kinh tế gia đình như thế nào? Người ta nói là con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tổ ấm. Tiền bạc thì chắc là thầy giữ hết chứ. Tháng cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi, thấy thương ghê không? Thương trời ạ. Ở trong cái quà tặng cho trường, Thủy có viết rằng đôi khi định mệnh chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua từ ánh mắt. Dạ. Yeah. Và bây giờ khoảnh khắc nó đã đến, biết đâu định mệnh nó sẽ là ngày hôm nay. Và đôi khi định mệnh đó tốt hay không tốt, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bấm hay không bấm, đó cũng là định mệnh. Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi Linh uống cà phê đi. Bây giờ trường đã bấm, còn quyền quyết định vẫn coi ở Thủy. Đôi khi định mệnh cũng chỉ là những khoảnh khắc. Thôi được rồi, qua từ đôi mắt ha Thủy ha. Dạ. Nào, chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi xem cô ấy có bấm nút hay không. 3 2. Một. Chúc mừng. Thủy là làm đúng luật á, cứ phải số cuối cùng nó mới bấm. Nào hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên để minh chứng cho mình bấm nút từ trái tim. Thủy thấy sao trái tim mình hiện nay thế nào rồi? Dạ rung lắm anh ơi. Đẹp đôi đấy, trường cũng dễ thương hiền. Cô gái này bạn lĩnh đấy. Vân cảm giác là định mệnh cho trường hay sao? Tại vì với cô bé này Vân không nghĩ là đến giờ này mà bạn chưa có người yêu đâu. Thực sự bạn này rất là hoạt bát, rất là duyên dáng rồi. Luôn bạn Thủy. Thấy bạn xinh quá. Nè, đôi khi định mệnh chỉ nằm trong khoảnh khắc của một ánh mắt thoáng qua. Và chỉ cần ánh mắt thoáng qua các bạn đã có định mệnh rồi đó. Lấy hai cái hình dáng vô đây nữa là xong. Định mệnh sẽ nằm ở đây luôn, giữ lấy. Rồi, chúc hai đứa sớm hiểu nhau và sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Em cảm ơn chương trình ạ. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh ha, dễ thương. Thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ, kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti, con hơi tự ti tí. Thì con không có định tỏ tình. Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè, đó. Anh này nè. Rồi. Giống không? Anh này nè. Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Dạ trai. Sao có căng thẳng không vậy cưng? Hơi căng thẳng đúng không? Hãy thoải mái lên để cùng trò chuyện với nhau nào. Chia sẻ coi nào, mình tin gì, mình ở đâu nè.
Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam, em là Phan Thị Thanh Nhàn. Thì em sinh 96, hiện tại 25 tuổi. Mình làm việc tại Hồ Chí Minh, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì em làm công việc là về bên mảng ngân hàng mà sale về dạng vay á chị. À, mai mốt tôi tới vay là nhớ ưu tiên tôi nghe không? Dạ, có cần thì cứ liên hệ em. Ok, đó, xin mời nhà trai ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Chào bạn nữ kế bên và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Quốc Việt, con năm nay 29 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm kỹ sư xây dựng ở quận 12 ạ. Kỹ sư xây dựng làm quận 12? Dạ. Quê ở đâu? Dạ con quê Tiền Giang ạ. Tiền Giang là huyện nào? Dạ Cai Lậy ạ. Cai Lậy. Rồi bây giờ là nhà gái cho nhà trai biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ thì nói về ưu điểm của em thì chắc biết nấu ăn, tính cũng hiền, sống cũng thoải mái, lạc quan. Quên những cái chuyện mà mình buồn á, dễ quên lắm. Dễ quên, sống dạ, rất là rồi. Tích cực đúng không? Dạ. Rồi còn cái khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm thì chắc là ban đầu ai tiếp xúc em cũng thấy là em là người ít nói. Với lại em cũng kiểu mà hay giận chị. Hay giận vậy thôi giận nhưng mà... Giận thường á, giận lâu không? Hay giận rồi tự quên thôi. À vậy đó hả? Dạ. Giận tự quên được, giận chị quên tự làm hòa luôn. Ừ, tự làm hòa luôn. Dạ. Với lại chắc hơi nhạt xíu. Hơi nhạt á hả? Dạ, đúng. Không, nhạt hay mặn là để người đối diện người ta chút xíu người ta sẽ có cái nhận xét nha. Rồi mời bên nhà trai. Dạ thưa cô Hồng Quân á, là thì điểm mạnh của con á là con cũng hòa đồng vui vẻ. Có trách nhiệm cho công việc. Nhiệt huyết. Nói chung thì con cũng biết chơi thể thao rồi ca hát. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Dạ. Hai bạn tự nhận thôi à. Dạ. Thôi con hát bài thôi coi. Hát bài cho nó sôi động lên coi nè. Nhưng mà con hát một bài nó không có được vui á, nói chung hơi buồn. Thôi kệ con đi. Con chuẩn bị có một bài à cô. Không sao đâu, tại vì con biết sao chưa mở rào con có quyền hát nhạc buồn nghe. Thôi con cũng góp vui một bài hát. Bài Bông Hoa Đẹp Nhất ạ. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. con quên lại rồi. Hơi run chút. Dạ. Bạn bên đây sẽ là bông hoa của con nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn thua do cái gọi là bản lĩnh của con sau khi mà cái rào được mở ra. Dạ. Đúng không? Đừng có hát lộn bài bông hoa này là của chung. Rồi, vậy bây giờ con nói đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì chính thức thì con không có mối tình nào ạ. Tại chính vì thức con là chưa đúng không? Dạ con thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti á, con hơi tự ti tí. Thì con không có định tỏ tình. Lúc mà nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng mà. Thường là vậy. Thôi vậy có đừng nói con ơi. Nói là tao lấy chồng hết luôn à. Dạ. Có nghĩa là bây giờ khi mà con đến chương trình này á là sẽ không có được đơn phương nữa nha. Dạ. Không được tự ti nữa nha. Dạ. Và con phải xác định rằng cái bông hồng đó là của con nghe không? Dạ. Vậy là con mong ước là cái mẫu người bạn gái của con sẽ như thế nào? Dạ thì con thích một người phụ nữ thì dịu dàng á, dễ thương, có nụ cười tỏ nắng. Tính tình thì hiền lành đó. Hiền con lành. Biết lắng nghe chia sẻ đó con. Nhiều khi con cũng hay kể chuyện cuộc sống đời tư nhiều á. Thì con kể ra con sợ mấy bạn chạy. Phải biết trẻ sẽ chia tâm sự ha. Dạ. Về ngoại hình thì con có cái mẫu hình lý tưởng nào dạ ở ngoài đời không? Cái mẫu hình của con thì con thích các bạn nữ thì là dáng mảnh mai, cao trên 1m55, tóc đen, tóc dài, kiểu giống như là anh chị em ở miền Tây mình á. Thích miền Tây. Con gái miền Tây đúng không? Dạ. Mảnh khảnh tóc dài ha. Dạ. Ông chờ nha, hả tôi ú hoàng cái ông coi bên tôi có tỏa nắng hay không nha. Con gặp chú Linh con cười liền cho cô nghe không? Rồi 1 2 3 gặp đi con. Chờ chút. Tỏa. Rất tỏa thấy chưa? Xinh rồi nha. Bé 25 tuổi đó. 25 tuổi, trẻ trung, năng động ha. Bên đây là chưa có mối tình nào hết, chỉ yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ, thì em cũng cũng giống giống vậy. Giống giống vậy hả? Chưa có mối tình nào chính thức. Chưa luôn hả? Dạ. Hay rồi nha, hai bên này hay à. Mà lý do tại sao vậy ta? Xinh xắn, đáng yêu như thế này mà nghề nghiệp lại ổn định nữa. Tại sao lại chưa có mối tình nào? Mình khó quá hay gì? Giống như em chưa thấy ai thích hợp đó chị. Vậy hả? Vậy giờ sao là thích hợp nè? Cái đó tùy vào cái nhìn đầu tiên á. Em thì muốn tìm người về ngoại hình thì ưa nhìn. Rồi tính tình thì vui vẻ. Với lại là mình có
trách nhiệm em không thích á, là mình đừng có một dạng mà gia trưởng vụt vũ phu. Về cái tính cách á thì chín chắn xíu giúp em. Tôi nhìn mấy cô này tôi biết là hay mê phim Hàn Quốc lắm. Đúng không? Dạ. Mẫu hình giống ai coi? Em cũng là một fan girl, em thích nhóm nhạc. Nhóm gì nè? BTS à hay gì? Nhóm WonderOne, mà nhóm bây giờ tan rã rồi nên em cũng hạn chế lại. Hạn chế lại WonderOne. Bên đây á là tỏ tình cô nào cũng đi lấy chồng, bên nào thích nhóm nào nhóm nó tan rã. Đây nè đó, tới em chưa? Cũng có mang ảnh nhưng mà em chỉ là dạng mà mình thần tượng thôi. Đâu, còn đâu về... đâu đưa lấy coi đi. Đâu rồi thích anh nào? Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè, đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Thôi kệ, đó là gọi là hình dung lý tưởng thôi. Thôi, thôi hỏi đi với ai đi. Đúng rồi. Cưng đi với ai nè? Dạ, thì em đi chung với nhóm bạn của em. Dạ, em chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Thì con là bạn của chị Nhàn. Nhàn là một người tuy là nhìn bề ngoài có vẻ ít nói nhưng mà Nhàn có vẻ sâu sắc. Nếu mà anh muốn tìm một người lắng nghe thì chị Nhàn sẽ là một người dễ lắng nghe. Còn anh thích nụ cười tỏa nắng á, thì hy vọng là anh sẽ tạo cho chị Nhàn nhiều cái trường hợp để chị Nhàn có thể cười tỏa nắng. Và em hy vọng là hai anh chị đến đây đó là một cái duyên rồi, thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo nhau một cơ hội để mình tìm hiểu với nhau xem mình có hợp nhau hay không. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Con đi với ai vậy? Dạ, con đi với bạn thân của con. Cũng bạn thân luôn. Bạn thân này ghi ghét chép dữ lắm luôn á nha. Đây tôi để ý từ đầu là ghi từng chi tiết, tóc dài đeo kiến ha. Thì mình nhận xét bạn Nhàn á, đầu tiên á là hai người quê ở gần nhau. Thứ hai á là hợp tuổi nữa. Và thứ ba á là có nụ cười tỏa nắng. Mình cảm thấy là hai người rất hợp nhau. Nhưng mà để tiến tới dài lâu thì phải có dành thời gian để tìm hiểu. Thì mình mong hai người đến đây sẽ cho nhau một cơ hội. Nãy giờ thấy nhà trai ghi gì vậy? Ghi giúp bạn về sở thích của bạn nữ. Ghi về nhắc ghi về sở thích để lúc cua đó người ta đoán ý được. Ghê thiệt chứ, chiến lược hết rồi. Có chiến lược, chiến thuật hết trơn rồi, ghê thiệt. Theo của người ghi chép về sở thích luôn. Dạ đúng rồi. Ơi. Được á, có chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Mở rào. Tôi xin gửi tặng không? Dạ, dạ. Gửi tặng em một món quà. Rồi mở ra đi cưng, dạ, mở ra nào. Món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ, em cứ mở ra xem món quà anh tặng thì có hai món. Là cái món đầu tiên là cái quyển sách Ai là thầy thuốc tốt nhất cho bạn. Rồi cái thứ hai là cái vòng đeo thông minh. Thì anh cũng có sở thích là ban buổi chiều anh hay đi bộ, anh hay đeo mấy cái vòng thông minh để mình đi vòng vòng mình đếm sức khỏe mình á. Thì anh tặng cho em để mong là mỗi buổi chiều thì hai ta có thể đi bộ trong công viên hay là gì đó để tập thể thao. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi còn quà của bạn gái là gì nè? Một cái lọ thủy tinh với những cái tờ giấy note á. Cái lọ này thì người ta thường hay kêu là lọ điều ước á. Mình viết những cái kỷ niệm hoặc là những cái điều mình muốn chia sẻ thì mình có thể viết vào đây. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, để quà anh đây đi cưng. Em có nhận xét gì vậy? Anh nghe từ lần đầu gặp không? Em thấy anh cũng có vẻ là hiền. Mình cũng ít nói, chắc là mới gặp mình cũng ít nói như em á. Đúng rồi, thường thường thì ít nói lắm. Trong công việc thì mình có thể nói này nói kia, nhưng mà sau cái công việc thì cũng ít nói lắm. Kiểu như cũng sống nội tâm á. Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. Vậy là em cũng dạng là mình kiểu như mình lắng nghe chia sẻ. Anh hay kể chuyện nhưng mà anh kể chuyện nó hơi buồn thôi à. Dạ. Sao cứ kể chuyện buồn rồi hát nhạc buồn hoài vậy trời? Con không biết nhưng mà con thích nghe nhạc buồn lắm con. Vậy hả? Con nghe nhạc của Hoài Lâm á. Con hát những cái bài muốn đó. Làm chi em ơi. Dạ, đúng rồi. Đó là một cái người đằng sau lưng cũng thích nghe cái nhạc đó dữ lắm. Duyên. Dạ. Rồi còn cái này là gì? Hợp đồng yêu thương là sao đây? Rồi đánh máy rõ ràng vậy đó hả? Rõ ràng luôn. Giống như bay ngân hàng của ai vậy? Dạ, của em. Nhà nữ nè, đây rồi, đây. Em đọc coi gì vậy? Dạ, giống như là em muốn gửi đến bạn trai là nếu mà mình có bấm nút ra về á thì em muốn gửi tới một số cái thỏa thuận ban đầu thôi. Giờ mình đọc thử coi nè, 1, 2, 3 đôi điều coi nè. Dạ, để em đọc cho. Hôm nay vì một mục đích bền vững, vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi gồm nhà gái Phan Thị Thanh Nhàn,
nhà trai Nguyễn Quốc Việt. Thỏa thuận đôi bên vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau: hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có việc đột xuất không thể nào sắp xếp, nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Cả hai phải chung thủy, nếu lỡ một bên say nắng thích một ai đó thì bắt buộc phải nói ra, không được nói dối giấu giếm, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Điều 4, cả hai cần chia sẻ không chỉ là niềm vui mà cần cả những nỗi buồn để được thấu hiểu, san sẻ và gắn kết nhau hơn. Điều 5, cần tôn trọng sở thích của đối phương, sở thích lành mạnh. Điều 6, bên A đôi khi hay giận hờn vu vơ, mong rằng bên B đừng giận lại, bên A sẽ tự làm hòa thôi mà. Điều khoản thi hành là hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung thêm, có sự thống nhất của đôi bên. Việc ký vào hợp đồng này xác nhận tôi đã đọc hiểu và đồng ý thực hiện những điều khoản trên. Hợp đồng này chia làm hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm ngân hàng quen rồi để đi. Dạ. Hồi hai đứa trao đổi. Dạ. Nếu được thì ký vô. Trời, hợp đồng trái tim mà không ha. Dạ. Nhìn đẹp ghê. Em cũng hay thường ghi cái đó hay sao, kiểu như mình phải làm đúng mới được hả hay sao? Dạ không, kiểu như em là mình tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn về cái cứng nhắc như vậy thì mình có thể là mình chỉnh sửa, mình dung hòa lại nó phù hợp là được. À, nói chung thì là anh đáp ứng được khoảng hơn 50% những cái đó của em yêu cầu ra rồi. Dạ. Yeah. Em tiến tới hát một bài gì đó em thích nãy em chuẩn bị để tặng cô gái đi. Dạ. Yeah. Rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Cho xin nắm tay cái hát một bài. Hát cái bài Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đó. Mời bạn gái. Phải bài này mới được chứ. Ký luôn hả chú? Đứng đây. Chưa. Đây là bản hợp đồng của nhà gái soạn. Nếu hai bên đồng ý thì nó đồng ý. Đồng ý hết chúng ta ký vô. Họ bấm nút. Còn họ không ký thì họ bấm nút luôn. Bên B. Thích bên nào đó rồi ký. Dạ. Bên B. Ký tên. Hai bên đã ký hợp đồng hôn nhân. Bạn của hẹn hò chấp nhận. Ngồi xuống ghế bấm nút. Dạ. Một. Để đây. Hai. Để tay vô đây. Ba. Bắt. Rồi đó. Thủ tục thôi. Hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau bằng bản hợp đồng hôn nhân rồi. Dạ. Bây giờ là mình có nhà gái đang xem chương trình, mình nói gì với hai bác? Dạ, ở sẵn đây thì con cũng xin phép hai bác cho con làm quen và hẹn hò với em Nhàn. Thì con hứa có trách nhiệm với những lời mình nói ra thôi. Dạ, con xin phép con được hôn em Nhàn. Hôn luôn, xin luôn, hôn luôn kìa. Dạ. Chưa được quyền của bà mối cho họ xin hôn luôn. Coi lâu lắm rồi. Rồi dạ, thôi, cho hôn đi. Xin phép. Giữ lấy món quà mà chúng ta đã tặng nhau trong ngày gặp gỡ đầu tiên. Đây là hợp đồng tiền hôn nhân của con. Nhớ nha, làm theo hợp đồng nha. Dạ. Chúc mừng hai đứa. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Xin mời hai bạn đi bên này. Dạ. Đáng yêu quá. Em cảm ơn chị Hồng Vân. Không có gì em, vui quá ha. Rất là vui. Thực sự chương trình Bỗng Hẹn Hò càng ngày càng chứng tỏ là cái chương trình này càng ngày càng uy tín. Từ những cái bạn mà quá nhỏ, ví dụ như mới 22 tuổi nè, thậm chí là 20 tuổi nè, cho đến những anh chị lớn như vậy vẫn tin tưởng hoàn toàn vào chương trình của mình. Hôm trước có chú kia sao không lầm luôn. Đó.